Chào các bác nhá. Hôm nay trong ngày nghỉ lễ có ông bạn đi cùng mình đi câu khám phá vùng này nhá. Tôi vui nhá. Xem hôm nay mình sẽ khám phá cái ao này nhá. Trong này. Đây. Dọc ao này nhá. Thì đến khi nào có thì mình sẽ quay cho các bác xem nhá. Đây xem bên đây. Các bác nhá. Ao đẹp như này. Thì bây giờ mình đi một hồi bây giờ mình mới thấy tìm được hang này. Nằm trên khô nhá. Bây giờ mình câu nhá. Mình ăn mình quay cho các bác nhá. Hy vọng được con đầu tiên. Hang này thường thường nó nằm trên khô các bác nhá. Đó, tìm được hang này cực kỳ dễ ăn nhá. Đấy có hiện tượng các bác này. Đấy nước lên đấy, ăn ở đấy các bác. Đấy nhá, các bác nhìn này. Đấy. Ăn ở đấy. Các bác nhá. Khá nặng đấy các bác. Ấy, kiểu mạnh này. Ui. Ra rồi các bác nhá. Đây. Con đầu tiên nhá. Đây con đầu tiên các bác. Ok, cho vào túi nhá. Đấy. Rồi ok. Mình nào. Cho nó tí nước nhá. Để nó giữ độ ẩm cho nó. Rồi ok. Mình tiếp tục nào. Nhà nhá. Nãy giờ một hồi thì mới được con, bây giờ mình phát hiện thêm bao nhiêu hang rồi nhưng cũng được, bây giờ có cái hang đẹp lắm các bạn. Đấy. Hy vọng con này nó ăn luôn đấy. Bây giờ mình sẽ quay cho bác xem nhá. Ok. Rồi, chuẩn rồi đấy. Rồi, câu. Ăn luôn các bác này. Nha, con hai các bác nhá. Hy vọng hôm nay có bữa nhậu của con lành với hai em này. Đó. Bây giờ mình sẽ chỉ biến món này và theo dõi nhá. Ăn nén các bác nhá. Đây là món này thì tỏi. Nén. Còn đây thêm ít chim nữa nhá các bác. Vâng nha. Đây là các cái gia vị để mình làm nhá. Thì mình gọi là tỏi này. Nén này. Nén này có ớt này.
xả này, thì món lươn này mình sẽ xào xả ớt này, còn chim này mình lại rô ti các bác nhá. Đây, chim này đấy, đi săn được đấy, mình xào vì đây trong này có hành và tỏi. Ok, đây lươn chim thơm rô ti trước nhá. Nha, mình sẽ tiếp tục là món lươn các bác nhá. Cho dầu vào nhá. Đấy, bây giờ mình cho một chút băm nhỏ này, cho đầu tiên cho nén vào cho các bác này. Ngon chưa? Cái ngày lễ như này mình bắt đầu cho ớt bột vào các bác nhá. Đấy, trong nước mắm này. Có dâu này, có mỡ vàng này. Có bao nhiêu? Đấy, liền câu hai con về đấy các bạn. Lên đông nhá. Đảo đều. Bắt đầu đảo chim. Lươn sắp được rồi các bạn. Để cho thêm chỉ gia vị nào là gia vị đường. À, bột ngọt nhé, mì chính, mì cho đường, thêm một bột canh nữa. Hay nhá. Đi vào đi. Đây là gia vị làm dinh sữa chim rô ti các bác nhá, có đường, mì chính, nước mắm, hạt tiêu. Đấy. Đây không chanh rồi nhá. Đấy, chim mình đang ấy là sắp chín rồi nhỉ. Lươn này là chín rồi đấy, chỉ cho ra rỉa nhá. Đây, còn cái này là chín rồi này. Bây giờ mình bắt ra nhá. Bây giờ cho món lươn ra trước này.
Tí là mời cả nhà nhậu nhá. Đấy, gợi thật tiêu lên nhá. Mùi ngon thế ạ. Có thêm rau nữa. Rồi, ok. Rồi, phần lươn là xong nha. Bây giờ rồi, phát xong con chim nhá. Chim đã chín giòn rồi các bác này. Đấy, giờ mình cho nén đi ấy vào các bác nha. Hành, tỏi, ớt nhá. Đấy, bây giờ mình cho thêm gia vị, đốt gia vị và đợi chín là cho lên dĩa thôi. Đấy, đều đó. Chanh nhá. Chanh đấy. Lọc bắt. Đấy, đây là chanh nhá. Đấy, bây giờ mình cho ra dĩa thôi các bác nhá. Quẩn chim châu nhá. Bây giờ các thứ đã xong rồi. Thì bây giờ đây là bàn nhậu của mình đây. Rồi, chào các bác nhá. Bây giờ là các món đã xong này. Đây có lươn xào xào ớt này, món chim roti này và món xoài chua chấm với muối ớt. Đây thì bây giờ này mời đây là toàn anh em ở trong nhà, thì anh em bạn mời cả nhà nhậu nhá. Rồi xin mời nhá. Rồi, chúc một ngày lễ mùng 2 tháng 9 đầy vui vẻ. Chúc cả nhà. Rồi. Cảm ơn mọi người đã tham gia video nhá. Và hy vọng nếu thấy kênh hay thì nhớ ủng hộ và để cho kênh ngày càng phát triển nhá. Rồi chào mọi người.